Quan chức Hàn Quốc kêu gọi bổ nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo thay Klinsmann. Huấn luyện viên Klinsmann nhận lời dẫn dắt tuyển Hàn Quốc với mức lương lên đến 2,8 tỷ won, tương đương 51 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Đức gây thất vọng lớn khi khiến Hàn Quốc thi đấu thiếu thuyết phục và bị loại ở bán kết ASEAN Cup 2023 trước đối thủ yếu hơn là Jordan. Ngay sau thất bại, thị trưởng Daegu Hong Jung-pyo cho rằng Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc nên bổ nhiệm các huấn luyện viên nội như Park Hang-seo thay vì bạo chi cho huấn luyện viên Klinsmann. Trước ASEAN Cup 2023, Klinsmann đã bị giới mộ điều Hàn Quốc chỉ trích vì phong cách làm việc không giống ai. Cho dù dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, nhưng Klinsmann dành phần lớn thời gian sinh sống và làm việc tại châu Âu. Ông chỉ trở lại Hàn Quốc khi áp lực dư luận tăng cao. Sau thất bại trước Jordan, tương lai của Klinsmann trở thành chủ đề nóng tại Hàn Quốc. Thậm chí các quan chức lớn như thị trưởng Daegu Hong Jung-pyo cũng lên tiếng chỉ trích huấn luyện viên người Đức và kêu gọi KFA đặt niềm tin vào huấn luyện viên nội. Trên trang cá nhân, Hong Jung-pyo cho biết, mặc dù Hàn Quốc đã có những cầu thủ đạt đến đẳng cấp thế giới và có nhiều huấn luyện viên tài năng như Park Hang-seo, tôi vẫn không hiểu tại sao Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc lại muốn trả mức lương khổng lồ cho các huấn luyện viên ngoại. Ngay cả khi Klinsmann là cầu thủ xuất sắc, khả năng huấn luyện của ông ấy lại là câu chuyện khác. Thành tích huấn luyện của ông ấy không tốt, vậy tại sao chúng ta không thay đổi trước khi bóng đá Hàn Quốc bị hủy hoại nhiều hơn nữa? Có nhiều huấn luyện viên Hàn Quốc giỏi hơn huấn luyện viên người nước ngoài và họ không tiêu tốn mức lương đến 2,8 tỷ won mỗi năm. Ngoài Park Hang-seo còn có Hwang Se-ong Hong và Cho Kwang-jae. Đã đến lúc chấm dứt việc này. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann, đội tuyển Hàn Quốc vừa phải nhận thất bại trước Jordan với tỷ số 0-2 tại trận bán kết ASEAN Cup 2023 diễn ra vào tối muộn ngày 6 tháng 2. Theo đó, tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết thuộc về tuyển Jordan, trong khi Hàn Quốc, đại diện vốn được dự đoán là ứng viên vô địch, phải ngậm ngùi nói lời chia tay giải đấu hàng đầu châu lục. Không chỉ Hàn Quốc mà ngay cả ứng viên nặng ký như Nhật Bản cũng bị loại. Huấn luyện viên Chu-si cho rằng tuyển Iran không hay, Nhật Bản tự thua, thiếu quyết tâm chiến thắng. Chia sẻ với truyền thông Nhật Bản, huấn luyện viên Philip Chu-si lý giải việc đội tuyển Nhật Bản nhận thất bại trước Iran ở tứ kết dù được đánh giá cao hơn và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đó là trận đấu phải thắng và không quá khó để thắng. Nhưng Nhật Bản tự thua và Iran tận dụng điểm yếu của Nhật Bản, huấn luyện viên Chu-si chia sẻ. Tuyển Nhật Bản thiếu động lực. Với những trận đấu loại trực tiếp, Nhật Bản không mạnh về mặt này. Họ giỏi hơn khi triển khai lối chơi kỹ thuật, cầu thủ vừa kiểm soát bóng vừa phô diễn kỹ thuật. Nhưng ý chí khiến đối thủ bối rối thì tôi không cảm nhận được từ Nhật Bản. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam đánh giá, đội tuyển Nhật Bản gặp khó với lối chơi bóng dài của đội tuyển Iran. Đồng thời, khi Iran tăng cường nhân sự ở hàng tiền vệ thì Samurai Xanh không thể kiểm soát bóng tốt. Cuối cùng, họ thua do phải nhận phạt đền. Quả phạt đền thể hiện rõ tâm lý của cầu thủ. Đó là sai lầm của hàng thủ. Tôi không thấy sự phối hợp hay nỗ lực tranh chấp. Các cầu thủ không có sự thất vọng nào. Nhật Bản hôm đó thiếu nhiều thứ và dường như không quyết tâm thắng trận. Huấn luyện viên Chu-si cho rằng việc ASEAN Cup diễn ra vào giữa mùa giải khiến các cầu thủ không cảm thấy hứng thú. Trước giải đấu, trung vệ Takehiro Tomiya phàn nàn về lịch thi đấu, bởi điều này ảnh hưởng đến nỗ lực tìm chỗ đứng của cầu thủ tại các câu lạc bộ châu Âu. ASEAN Cup diễn ra giữa mùa giải ở châu Âu nên không tạo động lực cho cầu thủ. CAN, cúp bóng đá châu Phi, cũng vậy. Maroc, Senegal, Cameroon bị loại ở vòng 1/8, Ghana, Tunisia bị loại từ vòng bảng. Các đội tham dự World Cup đều bị loại. Việc thiếu động lực không chỉ ở Nhật Bản mà cả thế giới, huấn luyện viên Chu-si nêu quan điểm. Nhà cầm quân người Pháp cho rằng chỉ có Hidetma Morita thể hiện được phẩm chất, còn những người khác chơi dưới sức. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Chu-si không hài lòng với trung vệ Itakura Ko, người phạm lỗi với cầu thủ Iran dẫn đến quả phạt đền. Cầu thủ này chơi không tốt nhưng vẫn được huấn luyện viên Moriyasu giữ lại, thay vì tung Sogo Taniguchi hay Koki Machida vào sân. Nhật Bản đạt thành tích tốt tại World Cup 2022. Huấn luyện viên Chu-si nghĩ rằng việc này khiến các cầu thủ chủ quan trước những lời khen. Họ đến ASEAN Cup mà không lo lắng hay nghi ngờ về điều gì. Họ có vấn đề về tinh thần và quyết tâm. Các cầu thủ quá thoải mái. Vấn đề lớn nhất là sự quyết tâm. Dù vậy, huấn luyện viên Moriyasu phải chịu trách nhiệm về việc này. Ông ấy là kiểu huấn luyện viên tin tưởng cầu thủ nhưng lẽ ra ông ấy phải đòi hỏi nhiều hơn. Trở lại khu vực Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan xuất hiện điều chưa từng có khi bà đầm thép Madam Pan trúng cử chủ tịch FAT mới, sau khi ông Somiok Pumpanmung hết nhiệm kỳ.
bà Madam Pang trở thành chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FAT, khi giành tới 63 phiếu bầu trong tổng số 73 cử tri. Với nguồn tài chính dồi dào cùng những đóng góp to lớn cho bóng đá xứ Chùa Vàng, bà Madam Pang đã được bầu làm chủ tịch mới của FAT. Trước đó, vị nữ doanh nhân này từng có thời gian làm trưởng đoàn bóng đá Thái Lan và chi ra đến 55,5 triệu bạc, khoảng 38,5 tỷ đồng, để làm phần thưởng cho các cấp độ đội tuyển quốc gia. Trong thời gian này, Voi Chiến cũng giành được hai chức vô địch AFF Cup 2020 và 2022. Bà cũng là vị chủ tịch thứ 18 trong lịch sử của FAT và là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ này. Trước đây bà Madam Pang từng là chủ tịch câu lạc bộ Pot thi đấu ở giải Thai League 1.